hay là bệnh hồ sơ của em lòng nhẹ răng. Thì trong kế hoạch điều trị trước chị đã báo với em là mình sẽ phải rửa 4 răng. Và trên cái clincheck này thì mình sẽ thấy là đường giữa của em khi mà em cười ấy, không bị tuột. Đó thì nó đang bị lệch sang bên trái. Và trên cái này mình sẽ bắt đầu mình di về phía bên này để cải thiện cái đường giữa của em, cộng thêm là dàn đều răng nhá. Phần này là do cái răng cửa của em nó nhỏ quá. Cửa bên này này, nó nhỏ quá. Cộng thêm cái răng này nó to quá, nó là bất cân xứng với kích thước răng ấy. Đó. Thì tự nhiên nó thành hở ở đây á. Mà cái này thì sau này mình sẽ phục hình lại bằng răng sứ hoặc mình có thể hàn tráng hoặc là xong rồi cái kết thúc thì mình có thể dán sứ thì nó sẽ đẹp hơn chẳng hạn. Đấy là sau đấy nhá. Bây giờ mình cứ xem những video chạy nhá, đây là cái răng của mình, đây là ở phía trước đấy, chị đang di cái từ giữa về phía bên tay phải đấy này. Khi mà kéo được cái răng này ra em có thấy là răng này nó ngắn quá không? Hai bên ấy, răng này nó ngắn nên là nó tạo một cái khoảng hở đây. Thì nó không ảnh hưởng gì đến cái điều trị cả nhá. Cái này là trong quá trình niềng răng thì sau này mình hoàn thành thì mình có thể thêm dài răng ra. Đây mình sẽ nhổ hai răng này đi nhá. Mình sẽ kéo và đóng quả. Sau khi tốt thì nó sẽ được như này. Được chưa? Bên này sau khi đã xong đây, ban đầu của mình là nó khóc hình nhá. Mình sẽ chạy đấy, mình sẽ nhổ răng. Trước khi đeo khay là mình phải nhổ răng, nhổ răng sớm. Tức là ví dụ như 2 tuần hoặc 3 tuần nữa em có khay thì chị sẽ hẹn em khoảng 2 tuần nữa em đến để nhổ răng trước cho có lợi nó liền. Không có khay về là mình sẽ đeo luôn. Đấy, đây là cái kết quả sau điều trị của em. Thì điều trị là trên cái kế hoạch này là mình sẽ có 38 cặp khay nhá. Đấy thì đây là cái kế hoạch của mình. Thì em có muốn sửa gì không hay thắc mắc gì không? Nhìn trên này thì em chưa biết là phải sửa cái gì, sao phải làm thì thường thường là đây là cái kết quả là tối ưu ra nó vẫn chạy như thế thôi. Quan trọng là lên chân miệng có di chuyển răng còn phải từ cơ địa mỗi người được. Chỉ là nếu mà hai tuần sau một cọc khay thì là mình nhổ phát 4 cái là như thế nào? Tùy theo em. Thường thường thì các bạn ở đây sẽ nhổ phát 4 cái, nhưng mà mình sợ thì mình nhổ hai cái một cũng được, xong rồi một tuần sau mình lại nhổ tiếp. Nó không ảnh hưởng gì cả nhé. Trước khi nào khay về thì chị sẽ báo, xong rồi thì em lên nhổ ra. Còn mình lên mình gắn là nó liền lợi là mình đeo khay. Thế thì em ok với cái kết quả này chung thì em ok ạ. Thế thì chị sẽ in khay, còn khi nào có khay thì chị sẽ hẹn em nhé.